dân nước Việt. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, được cất lên trong lời ru của bao người mẹ trẻ, bên vành nuôi cánh võng của những ngôi sao tí hon thơm nồng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách bảo ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông, nỗi buồn trên áng mây bông, những điều giữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vương tất lòng.
Thank you.
Thank you.
Bắt đầu chưa? Chưa. Không để dặn. Chưa được. Mong vì hồn mẹ ơi với bà hãy thấu hiểu cho lòng người con trai tên Hưng còn ở nơi xa. Ông con anh em chúng tôi trong đời nhạc yếu lấy bếp kẹt phúc đáp cho người con trai tên Hưng còn ở nơi xa khóc mẹ mấy đời hồ mẹ ơi.
Thank you.
Thành phố Hải Phòng, phó ban. Ba, ông Nguyễn Thế Minh,
Trung tá đội trưởng đội tham mưu tổng hợp phòng bảo vệ an ninh bộ và văn hóa tư tưởng công an thành phố Hải Phòng, ủy viên. 4. Ông Đặng Thái Hoàng, đại úy đội trưởng đội tham mưu tổng hợp phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố Hải Phòng, ủy viên. 5. Ông Nguyễn Văn Huy, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 2 phường An Viên, ủy viên. 6. Bà Hoàng Thị Đường, chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư số 2 phường An Viên, ủy viên. 7. Ông Phạm Tiến Thành, tổ dân phố khu dân cư số 2 phường An Viên, ủy viên. 8. Ông Trần Văn Kỳ, chi hội trưởng người cao tuổi khu dân cư số 2 làm ủy viên. 9. Ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện gia đình làm ủy viên. Ban tổ chức lễ tang đã tổ chức lễ tang cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền theo nghi lễ trang nghiêm của lực lượng công an nhân dân và truyền thống dân tộc. Cho đến giờ phút này đã có trên 300 đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể và nhiều cá nhân đã đến viếng chia buồn với ban tổ chức và gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin chân thành cảm ơn và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tá, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng công an phường An Viên, trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu. Công an thành phố Hải Phòng, kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng ủy, lãnh đạo phòng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng công an thành phố Hải Phòng, các đồng chí đại diện cho đảng ủy, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố Hải Phòng, các đồng chí đại diện cho đảng ủy công an, ban chỉ huy công an quận Lê Chân, các đồng chí đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, công an phường An Viên. Hôm nay vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Thu Hiền, Trung tá công an đồng chí Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1955, quê quán thôn Minh Thương, xã Nguyên Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trú quán tại số nhà 60/107/12 trên đường Láng Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sau một thời gian năm 7, đồng chí đã được giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa. Nhưng vì bệnh trạng, đồng chí đã hơi thở cuối cùng vào hồi 18 giờ ngày 24/1/2009, tức ngày 29/12/1 tại nhà riêng. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, các cơ quan đoàn thể và gia đình, các quý vị dự tang lễ, Nguyễn Thị Thu Hiền sinh ra trong một gia đình trí thức, giàu truyền thống cách mạng. Con nhỏ đồng chí được gia đình nuôi ăn học năm 1972, sau khi học hết phổ thông, theo kêu gọi của đảng, đồng chí đã viết đơn tình nguyện tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Quá trình hoạt động công tác của đồng chí từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 12 năm 1972, đồng chí được đào tạo huấn luyện tại C-15/D9 bộ tư lệnh hải quân. Từ tháng 1 năm 1973 đến tháng 3 năm 1973, đồng chí công tác tại cục kỹ thuật bộ tư lệnh hải quân. Từ tháng 4 năm 1973 đến tháng 11 năm 1975, đồng chí công tác tại bệnh viện Bồng Lăng Tháng 8 bộ tư lệnh hải quân. Từ tháng 12 năm 1975, đồng chí được chuyển ngành sang công tác tại công an thành phố Hải Phòng và được giám đốc công an thành phố Hải Phòng điều động về công tác tại phòng tham mưu tổng hợp công an thành phố. Tại đây, đồng chí đã tu dưỡng rèn luyện phấn đấu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/6/1977. Từ tháng 10/1983 đến tháng 10/1983, đồng chí được Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cử đi học tại trường Hạ sĩ quan Công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 11/1983, đồng chí đã tốt nghiệp ra trường và được Giám đốc Công an thành phố điều động về công tác tại phòng bảo vệ an ninh văn hóa nội bộ và văn hóa tư tưởng Công an thành phố Hải Phòng. Trong những thời gian công tác tại các đơn vị, đồng chí đã tiếp tục được Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cử đi học lớp tại chức luật và khóa 3 tổ chức tại Hải Phòng. Tháng 5 năm 2008, do sức khỏe yếu, đồng chí đã được Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho nghỉ công tác tại gia đình. Đồng chí luôn là một đảng viên gương mẫu,
chấp hành đầy đủ mọi đường lối chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị nghị quyết của ngành và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Cả cuộc đời tham gia cách mạng, đồng chí luôn luôn tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và không ngừng trưởng thành từ một chiến sĩ nhân dân Việt Nam, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam đến trung đoàn công an nhân dân, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù trong hoàn cảnh nào và điều kiện công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, không ngại khó khăn gian khổ, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc bình yên của nhân dân. Với quá trình cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng chí đã được Đảng, nhà nước và ngành công an tặng thưởng một huân chương chiến công quân sĩ vẻ vang và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Tư lệnh Hải quân và Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đồng chí đã được tặng thưởng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Về với gia đình, đồng chí xây dựng gia đình với em Cao Bác Thân là thượng tá công an nhân dân, công tác tại phòng công tác cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố Hải Phòng, nay đã nghỉ hưu. Đồng chí sinh được 3 người con, một trai hai gái, nay các con của đồng chí đã trưởng thành và hai con đã có gia đình riêng. Con gái lớn là Cao Thị Phương Thảo, sinh năm 1978, công tác tại phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố Hải Phòng. Con gái thứ hai là Cao Xuân Dung, sinh năm 1982, công tác tại công an tuy vận tải thủy Hải Phòng. Con trai út là Cao Bá Hưng, sinh năm 1990, hiện đang du học tại Cộng hòa New Zealand. Về với gia đình, đồng chí luôn luôn làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo, người vợ nhất mực thủy chung, người bà, người mẹ mẫu mực, người chị, người em nghĩa vẹn tình. Với đồng đội và bạn bè, đồng chí luôn đoàn kết, thân ái gần gũi giúp đỡ, để lại tình cảm sâu sắc, những kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng của mọi người. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền của chúng ta không còn nữa. Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, công an thành phố Hải Phòng cũng như chi bộ khu dân cư số 2 phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Mất đi một người đảng viên tiên tiên, một công dân mẫu mực, bạn bè mất đi một người bạn vui vẻ thân thương. Kính thưa toàn thể các quý vị, kính thưa nguồn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, trước giờ cũng việc trước linh cữu đồng chí, chúng tôi là những người ở lại nguyện tiếp tục sự nghiệp, luôn cố gắng rèn luyện phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, ngành công an giao phó mà đồng chí còn để lại. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền của chúng ta không còn nữa, song những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc và sự bình yên của nhân dân, với những tình cảm thân thương của đồng chí sẽ mãi mãi còn trong tâm trí của mỗi chúng ta, cùng với những người thân yêu của đồng chí. Trong giờ phút đau thương này, thay mặt các đồng chí trong ban văn lễ phòng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương, xin gửi đến gia đình thân quyến đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc. Vĩnh biệt đồng chí trung tá công an nhân dân Nguyễn Thị Thu Hiền, chúng ta dành một phút mặc niệm và kính đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình và bạn bè thân hữu,
vợ tôi Nguyễn Thị Thu Hiền không đã bị bệnh nặng trong 6 năm nay, được cơ quan, bạn bè, gia đình hai bên nội ngoại chăm sóc cứu chữa, nhưng do bệnh nặng không qua khỏi. Trong quá trình đó, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công an thành phố và gia đình hai bên nội ngoại chăm sóc, tôi nhân dịp này tôi bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Công an thành phố và bà con họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu. Một lần nữa không biết nói gì hơn, trong quá trình tang lễ có gì sơ suất, mong được tất cả mọi người mọi thứ. Xin cảm ơn. Đã hiểu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền đến đây kết thúc. Ban tổ chức Delta xin mời các đồng chí được phân công ông vào vị trí làm đại diện cuối cùng. Xin kính mời.
thành thứ nhất đại diện đài hóa thân hoàng vũ hải phòng đọc lời chia buồn. Phần thứ hai đại diện cao nguyện có lời cảm thán. Phần thứ ba quý vị dành một phút mặc niệm và tăng quyến đi vào qua nơi cửa để tiếp việc lần cuối trước khi đưa cửa vào đài hóa thân. Tiếp theo lễ tang tiễn biệt, ban tổ chức lễ tang xin kính mời đại diện đài hóa thân hoàn vũ gửi tới thân nhân tăng quyến lời chia buồn, xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn bà Nguyễn Thị Thu Hiền, kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan đoàn thể, kính thưa toàn thể đại quyền thân nhân cùng các quý vị đưa tiễn, thay mặt cho tập thể cán bộ công nhân viên đài hóa thân Hải Vũ công ty phục vụ 38 Hải Phòng, chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc, xin gửi tới tăng quyến thân nhân bạn lời chia buồn sâu sắc tâm, chia sẻ những đau thương mất mát lớn lao của gia đình, xin hết lòng để cùng gia đình tổ chức phục vụ lễ hỏa táng cho bạn được chu đáo trọn vẹn. Xin được cùng tăng quyến nguyện cầu cho hương hồn bạn được thanh thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Trân trọng kính mời đại diện tam quyến có lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an, kính thưa các đồng chí lãnh đạo công an quận Lê Chân, kính thưa các đồng chí lãnh đạo công an phường An Biên, và kính thưa họ hàng nội ngoại hai bên gia đình và bạn bè thân hữu, trước giờ phút vĩnh biệt người vợ của tôi Nguyễn Thị Thu Hiền, và tôi có lời xin cảm ơn sâu sắc đến bà con lối xóm, đến họ hàng nội ngoại, và đặc biệt bố ghi nhận công lao của con gái con rể đã 6 năm qua chăm sóc mẹ, cùng những cảm ơn anh chị em nội ngoại hai bên gia đình đã quan tâm chăm sóc vợ tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền trong suốt những năm qua, không ngại vất vả khó khăn, đầy tình yêu thương, và mong muốn được sự phục hồi sức khỏe, mong muốn được duy trì sức khỏe và mong muốn được duy trì cuộc sống lâu dài, nhưng do bệnh trọng không thể qua khỏi được. Giờ phút chia tay này, tôi xin có lòng cảm tạ và cảm ơn tất cả mọi người, cũng như cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công an thành phố, các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo bộ công an và bạn bè thân hữu cũng như bà con lối xóm, và xin có lời cảm tạ. Trước khi đưa cửa vào đài hóa thân, xin kính mời quý vị đưa tiễn cùng toàn thể tăng quyến đứng dậy ra. Đài hóa thân xin mời thiên tăng quyến đi vòng qua về vị trí cũ đứng ổn định trật tự và quan sát trên màn hình, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp việc đưa cử và đài hóa thân. Nhân tâm quyền đã đi vòng qua đi cứu ra ghế ngồi.
Xin thông báo tới gia đình các hiếu của quý vị đưa tiễn được biết thời gian phải chờ đợi 7-8 chúng tôi không truyền hình trực tiếp việc đưa lũ của đài hóa thân. Thank you.